Làm cách nào để thanh toán Unity Split License? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách mua giấy phép Unity Split trên trang web sản phẩm DeFiU bằng token Antima. Hãy truy cập trang web DeFiU. Ở góc trên bên phải, nhấp vào nút Sign In và đăng nhập. Trong dashboard mở ra, ở góc bên phải dưới liên kết giới thiệu, hãy chọn phần Unity Split. Cuộn trang xuống dưới, bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép có sẵn để mua trong phần Unity Split Licenses. Xin lưu ý rằng nếu hiện tại có chương trình khuyến mãi đang diễn ra, bạn sẽ thấy các giấy phép được đề xuất trong khuôn khổ của chương trình khuyến mãi trên tab đầu tiên. Mua giấy phép khuyến mại tương tự như quy trình được mô tả trong hướng dẫn này. Chọn giấy phép phù hợp với bạn và nhấp vào nút Purchase, Mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Chọn Antima, đồng ý với các điều khoản bằng cách tích vào ô và nhấp vào Purchase, Mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn muốn chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Bây giờ giấy phép cần phải được kích hoạt. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần menu My License, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Active. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt của mình, hãy chuyển đến tab Activation History. Sẵn sàng, bạn đã mua và kích hoạt giấy phép của mình. Bây giờ bạn có thể ký hợp đồng Split với giới hạn khả dụng của giấy phép của bạn. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, bạn luôn có thể gửi chúng đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và chúng tôi rất vui lòng trả lời bạn.